Minecraft. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ đổ cây cung bình thường trở thành cây cung siêu cấp đoạt mạng 3000. Và mình sẽ sử dụng tuyệt chiêu của cây cung này để đến với con rồng và làm món rồng tái chanh. Đầu tiên là phải kế thừa truyền thống của ông cha ta để lại, đó là làm lâm tặc. Vì hôm nay mình sẽ cần rất nhiều que nên lấy nhiều gỗ một chút. Đợi xíu nha, đang lấy gỗ. Trời ơi, nó gấp chết lắm luôn rồi. Định đi lấy đá làm bộ công cụ bằng đá mà sợ mấy con bò chờ lâu quá nó giận. Có khi giết cừu được 2 cục thịt, có khi 1 cục. Là sao ta? Là con mập con ốm hả? Lên bộ công cụ bằng đá để tăng năng suất lao động. Lấy ít than nấu đồ ăn cho đảm bảo. Dạo này bụng mình yếu. Né ra. Trời ơi, có mấy cục thịt mà nó cũng tới đây muốn ca ếch của mình nữa. Ây da. Nhỏ dữ rồi trời. Đi lượm đồ lại thôi chứ có ở đâu căng. Đâu rồi, con nhện nãy đâu rồi? Ồ, chơi quýnh xong chạy. À, thì ra mấy cục sắt này là của anh trai này. Cho em xin cục sắt cái anh ơi. Anh tốt bụng thiệt. Thì ra là mày chọn cái chết. Cút à. Bị kẹt ở trên đó hả? Mình phải giải cứu nhện thôi. Cút à. Để làm 8 cây cung thì mình cần thêm 24 sợi chỉ nữa. Xong. Mình vẫn không thích đội nón, vì đội nón làm hư kiểu tóc undercut của mình. Đủ mạnh mẽ rồi. Bây giờ mình lên đường đi tìm sợi chỉ thôi nào. Chắc dơi không có chỉ đâu ha. Rồi bò dậy rồi chừng nào xuống tới nước. Để anh giúp cho nè. Cũng muốn được giúp đỡ đúng không? Rồi, quay đít lại đây. Quay đít lại. Cái đít chứ không phải cái đầu. À, thôi kệ. Chà. Ôi, khu mỏ. Ồ, trong đây thì quá trời sợi chỉ luôn nha. Hình như mình sử dụng sai công cụ rồi thì phải. Con nói bác nghe nè, con vô đây chỉ muốn kiếm mấy sợi chỉ thôi, chứ không có ý làm hại ai hết. Ồ, anh trai ơi, chỗ quen biết, chắc anh không nổ em đâu ha. Cho em xin thêm mấy sợi chỉ nữa rồi em đi nhanh trai. Bắn nè. Trời ơi trời, hết chuyện rồi, nó tặng cho mình cái đồ cài tóc. Đi ra. Ở trong đây á, là mình nể mỗi anh nhện thôi. Tại vì anh nhện cho mình xin sợi chỉ. Còn mấy thằng nhóc này thì tới công chuyện với mình. Mình đủ 8 cây cung rồi. Thời khắc quan trọng đã đến. Ôi. Ú là trời. Đây chính là cây cung độ siêu cấp đoạt mạng 3000 mình vừa chế tạo ra. Để mình xem nó có khả năng gì hen. Đầu tiên mình sẽ đập đá. It. Không ăn hua rồi. Bây giờ mình sẽ bắn thử. Chà. Ủa, tưởng 8 cây cung kết hợp lại sẽ bắn ra 8 mũi tên chứ. Để mình quăng ra thử coi sao. Chỗ này trống nè, để mình thử lại coi sao. Nó có khả năng tạo ra mưa tên luôn. Nhưng mà mình phải biết cách sử dụng chứ, nếu không giống vậy nè. Rồi thấy cây cung của anh có ghê không? Nè, nhìn cho kỹ nha, anh chỉ làm một lần duy nhất thôi á. Wow. Ủa? Rùa đâu rồi? Chắc là rùa lặn xuống nước rồi. Mình sắp hết đồ ăn rồi, cần phải ghé qua dân làng để xin một ít lương thực. Bác nông dân ơi, con biết bác làm lụng vất vả nhưng bác có thể cho con xin một ít lúa mì được không?
Con hỏi bác kia chứ không phải bác này. Im lặng là đồng ý rồi. Ở đây nhiều kiện rơm quá, nhưng mà chắc là mình lấy vừa đủ dùng thôi. Bác dân làng làm biếng ơi, con mới chế tạo được cái này hay lắm. Ra đây con cho coi nè. Hình như mình quăng hơi thấp thì phải. Anh Golem ơi, anh Golem. Mình quăng qua cho ảnh chụp mà ảnh không chịu chụp. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Ê, bắn lộn không anh trai? Né, ghê chưa? Chắc bắn trước hai cái. Né, thêm cái nữa đi. Bắn đi, bắn đi. Ý chà, ôi trời, đúng rồi hả? Hay. Dịch giả căng thẳng mà mấy anh trai tập trung đông dữ vậy. Cây cung yếu xìu à, có gì đâu mà đòi coi. Trời ơi, tụi nó nở lòng nào nhốt con Golem ở trong cái chuồng nhỏ xíu như vậy. Ý, chết, mình bị phát hiện rồi, Không xong rồi, Hello anh trai. Sao anh trai đó yếu vậy ta? Không phải đâu, chắc do mình mạnh á. Chạy lẹ anh trai ơi, chạy lẹ. Chạy lẹ để bị phát hiện anh trai ơi. Trời ơi, quay cái lưng lại. Đây nè, đi ra lẹ giùm một cái đi. Đó. Rồi, đi đường này về nè. Ngôi làng bên kia. Đúng rồi, đi đường này về. Chết rồi, bị phát hiện rồi. Mày xạo hả mày? Mày xạo nè. Mày dám chọc anh Golem của tao nè. Mày á, mày. Bên đây nữa anh ơi. Mày. Anh Golem mạnh dữ. Vậy anh ở đây tắm rửa cho sạch sẽ rồi về dân làng nha anh. Rồi cây cung độ này của mình có đào được không ta? Phải thử mới biết được. Chà. Chắc gãy cung luôn quá. Để mình sử dụng tiệt chiêu thử coi sao. Trời ơi, cái chỗ người ta đang đào bới đi vô đây làm chi vậy anh trai? Cứ vòng vòng vậy sao người ta xài tiệt chiêu được? Không chịu đi nè. Chà. Được à nhen. Thật sự là chưa bao giờ mình thích cái khung cảnh ở dưới địa ngục hết. Âm u, tăm tối. Vừa xuống là được đón tiếp hoành tráng luôn rồi. Bày đặt phân thân ra với mình. Có rồi, có que quỷ lửa rồi. Hello. Liêu. Liêu. Hãy xem đây. Chạy đâu cho thoát. Chạy đâu. Này thì bắn lửa ra nè. Chấp hết. Còn sót một con. Quay lẹ lẹ ra đây đại chiến 500 hiệp anh trai ơi. Dạ. Anh ăn gì mà bự con dữ vậy anh trai? Ờ mấy con heo dưới đây không biết ăn cái quỷ gì mà nó bự gấp 3, gấp 4 lần mấy con heo trên đất liền nữa. Rồi hỏi không trả lời đâu mất tiêu rồi. Anh heo ơi. Ôi anh mập nữa, anh cho mình 4 cục thịt luôn. Quay thì cho lâu vô mà yếu. Anh trai ơi, mấy anh cất vàng đâu vậy anh trai? Ai biểu không chịu chỉ. Trời ơi trời, trả lại. Rồi xong luôn, anh tém nguyên khối vàng của mình luôn. Ờ giờ ví dụ như em xô nhẹ anh cái thì sao anh trai?
Đó. Xô cái nữa nè. Vàng 4 số 9 nguyên khối đó anh trai, chứ không phải vàng 18 đâu mà dòm. Rồi đổi cho đàng hoàng á, chứ không giống anh trai hồi nãy á. Yeah, đây rồi. Trời đất cơ, vừa xuống là thấy có cái rương rồi. Thôi anh đi đi, anh đi chỗ khác đi. Em mà em không muốn sát sinh đâu. Trời ơi trời, thiệt luôn á. Cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng. Đã không muốn quýnh lộn rồi mà con zombie này cứ mò tới không biết làm cái gì không biết nữa. Thiệt khổ ghê á. Ờ đúng rồi, tưởng nhào vô quýnh lộn, tự nhiên đứng đó nhảy. Ê bậy. Trời đất trời, này do zombie xui thôi nha, chứ không phải tại mình. Coi coi cái rương này có gì. Trời ơi, ổn mì. Được, mình đang ăn chay nên thấy bánh mì mình thích lắm. Định ghé vô thư viện đọc sách tí xíu rồi đi đánh rồng, mà thấy màn nhện quá trời luôn, nghe làm biến. Hello. Việc đầu tiên cũng là việc quan trọng nhất. Nói gì nói chứ mình không được coi thường anh rồng. Ăn cho no mới có sức quýnh lộn. Ta ta. Đứng dưới đó chìa rung chi vậy, lên đây quýnh lộn nè. Quăng chơi thôi ai ngờ chết thiệt. Ủa mình có vũ khí siêu cấp VIP Pro đoạt mạng 3000 rồi mà tự nhiên đi cúi đầu làm gì ta? Đâu, con nào ngon nhìn vô mắt tao coi coi. Ê, nhìn không? Ánh mắt ta chạm nhau. Chà. Đầu tiên mình phải phá cái này cái đã. Quá đơn giản. Ở đây tới thùi gặp con rồng màu đen nữa chứ. Trời đất cơ. Ôi. Ô rồng mày né hay dữ ta. Né nè. Né nè. Chạy đâu cho thoát. Trời ơi trời. Chịu núp dữ ha. Mưa tên cỡ này luôn á mà còn không trúng nó nữa. Bắn một mũi sao mà trúng. Ok, rồi, chắc mỏi cánh rồi, quyết định đậu xuống rồi đúng không? Nè, đậu xuống hộ một cái đi nè. Đậu xuống nè. Đậu xuống hộ cái nè. Bốc hơi luôn. Một hit một. Woo. Quá mạnh. Nhìn con rồng bự con vậy mà chịu không nổi một hit của mình. Các bạn thấy cây cung đoạt mạng 3000 của mình có mạnh không nè? Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.